Vâng, xưởng đồ gỗ Công Nhung chi nhánh Yên Bái đấy ạ. Xin kính chào các bác và cô chú chị. Hôm nay là em cứ ấy anh giới thiệu tí, em nhân ký. Hôm nay là buổi chiều ngày 25 tháng 12. Cháu đồ gỗ Công Nhung trân trọng được chào đón là đại gia đình đây các chú đây tại xã Phúc Sơn, bản Muông đúng không nhỉ? Bản Muông, bản xã Phúc Sơn. Ở đây các chú đây, chú này thợ mộc kỳ cựu nhá. Hôm nay thì các chú là đi cùng để cùng với em Sáng Luyến và em Sáng Luyến đấy ạ. Em Sáng Luyến là tuổi trẻ đại cao đấy, chuyên em chạy đang chạy xe dịch vụ à? Em không ạ. Chứ sao số đẹp thế, số đẹp quá. Và hôm nay thì các chú và em đã bớt chút thời gian ra trực tiếp đồ gỗ Công Nhung chi nhánh 3 đấy ạ, chi nhánh thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái để tham quan và lựa chọn sản phẩm. Sau khi một hồi rất là nhanh chóng thì gia đình đã chốt một ghế rổ chun tay cột 16 đục dáng đào tiên, tay cuốn chân móc, bộ gồm 7 món. Thì cũng như mọi gia đình là em Sáng đang đại diện để ký nhận toàn bộ sản phẩm. Thì một lát nữa Công Nhung sẽ cho anh em thợ để vận chuyển luôn vào trong gia đình nhà mình tại bản Muông, xã Phúc Sơn, bản Muông, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, cách đồ gỗ Công Nhung chắc 70 cây đúng không? 70 cây, trên gần mà đi tiếng hơn tiếng. Và hiện tại thì trong gian trưng bày đồ gỗ Công Nhung có rất nhiều ghế rổ chun, có đủ cỡ là tay 12, tay 14, tay 16, tay 18, có dáng nghê bảo đỉnh, dáng đào tiên. Tùy theo không gian khẩu độ từng gia đình, các bác và cô chú, anh chị đến tham quan, mình sẽ lựa chọn là tay 12 hoặc là 14, 16, tùy theo không gian của từng gia đình. Và ghế rổ chun thì giá dao động thì tay 12 từ 30 triệu cho đến 38 triệu, tay 14 thì có loại từ 40 cho đến 55 triệu, tay 16 có loại từ 60 cho đến 75. Tùy độ chun, độ đồng đều của từng bộ. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng, kính mời các bác và cô chú chị liên hệ đến đồ gỗ Công Nhung theo hai số điện thoại là 0988 đấy ạ, 986 601 hoặc 0916 912 888. Đây xe của em Sáng đấy ạ, đến mua bàn ghế. Và đây Công Nhung xin dịch chuyển ra khu vực bên ngoài ạ. Đây là chi nhánh 3, giáp cầu Văn Phú đấy ạ. Đấy, ngay chân cầu Văn Phú về hướng về Yên Bái đấy ạ. Chia sẻ chào. Vâng, rất mong ngày gần nhất được đón tiếp các bác và cô chú anh chị bớt chút thời gian về tham quan đồ gỗ Công Nhung, tham quan trực tiếp tại cơ sở Yên Bái và trực tiếp tại cơ sở Tuyên Quang. Cơ sở Tuyên Quang có địa chỉ tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Vâng. Và đây, bên trong gian trưng bày thì thoải mái cho các bác lựa chọn. Có đủ loại sofa liền khối, sofa hộp, bàn ghế mẫu nghê bảo đỉnh, mẫu đào tiên, mẫu hoàng gia, bàn thờ, đồng hồ, lục bình. Rất nhiều đấy ạ. Vâng. Và buổi chiều hôm nay một lần nữa xin cảm ơn đại gia đình chú và em đã về ủng hộ cho đồ gỗ Công Nhung cháu nhá. Chúc các chú là nhiều sức khỏe. Và chú ơi về trong bà con mua giới thiệu cháu nhá. Vâng, đấy là điều tất nhiên rồi. Vâng. Sáng thôi. Vâng. Tôi không giới thiệu cho. Rồi. Em Sáng nhá. Vâng ạ. Rồi, chúc em làm ăn may mắn. Vâng. Cảm ơn các chú lần nữa. Vâng. Cảm ơn chú nhá. Vâng. Chú ra nước ạ. Vâng, đồ gỗ Công Nhung xin phép được dừng video giới thiệu tại đây. Xin cảm ơn các bác và cô chú chị đã bớt chút thời gian để tham quan và tham khảo ạ.